Dạ vâng ạ, em xin kính chào toàn thể các bác đang yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Vâng, thì lời đầu tiên cũng như đầu tất cả các buổi video khác thôi, em cũng không biết nói gì hơn. Cho em gửi lời hỏi thăm tới toàn thể các bác thật nhiều sức khỏe các bạn. Các bác thật nhiều sức khỏe thì em vui rồi các bạn. Vâng, thì mấy hôm nay thì các bác cũng biết rồi đấy. Mấy hôm nay em lên cho các bác tất cả là toàn dòng loa VIP hay và lẻ lô. Cũng như là tất cả như mấy hôm trước, như hôm qua hôm kia em mới bán cho các bác một lô loa LDH thợ săn sói đó, là có mấy đôi là lẻ lô, là về em bán bằng 14 rẻ cho các bác rồi, là em đã hết rồi các bác ạ. Nhưng hôm qua em tiếp tục về là bốn đôi Anasao các bác nhá, bốn đôi Anasao, cái model của em nó là AS712 các bác. Thì hôm trước em về một lô là 10 đôi em đã bán hết rồi các bác nhá, mà nhưng hôm nay em về lẻ lô là bốn đôi. Thì em về tới chiều ngày hôm qua, thì hôm nay em cũng livestream cho các bác lắm được rồi. Các bác đang nóng lòng bảo chờ em test nhạc. Thì trong video này em sẽ test cho các bác qua 3 dòng nhạc luôn. Em không làm video thôi, em làm video test qua 3 dòng nhạc chi tiết để cho các bác lắng nghe các bác nhé. Vâng, thì việc đầu tiên của em là em cũng báo cáo với các bác là em bán cho các bác là 8 triệu 800 nghìn đồng cho một đôi loa Anasao này. Thì các bác bây giờ các bác bỏ ra tiền ra một cái đôi loa, các bác họ gọi điện hỏi em rất chi là nhiều: chú Y ơi, có loa thanh lý không, hoặc là có loa dưới 10 triệu không? Thì em cũng báo cáo với các bác, thanh lý là có hai loại thanh lý. Đó. Nếu như mà để về cái dòng loa này, em dám khẳng định cho các bác là em dùng từ thanh lý các bác nhá, thanh lý bằng mức 4 rồi. Đó, thanh lý nguyên bản zin xịn cho các bác. Và một loại thanh lý thứ hai là nếu các bác muốn rẻ nữa, thanh lý full 30 tầm 3 4 triệu, thì nếu mà thanh lý đó thì nhất khoát em nó phải có như là bị lỗi lầm lặng, hoặc là thùng ốc bị vỡ và bát chép có thể làm lại thì họ mới thanh lý, hoặc như bản thân em mới thanh lý là lỗ rồi các bác nhá. Chứ còn đây là thanh lý, em dùng từ thanh lý này là em thi thanh lý bằng 4 luôn. Các bác chưa có nhiều cầu mua sắm mà các bác thấy cái giá này nó đã hợp lý chưa? 8 triệu 800 nghìn đồng cho một đôi loa Anasao này. Vâng, thì việc đầu tiên em sẽ cho các bác đi xem vào trang web của nó, thì để nói về cái dòng loa qua sử dụng này, nó gọi là loa bãi đúng không ạ? Qua sử dụng nó là loa bãi. Thì các bác ấy, nước sơn còn tới trên 90% cho các bác, 95% cho các bác, còn cực kỳ đẹp. Này các bác nhá. Và e căng nằm mà bụi của nó bên ngoài. Anasao. Đó các bác ạ. Và cái model của nó đây này. Model của nó AF712 các bác nhá. Độ trích âm thanh của con này là 80x50. À các bác, công suất làm việc trung bình của nó là 450W, một dòng phun 30 mà công suất là 450W. Công suất khá lớn cho các bác chơi rồi, kể cả bác đi làm sự kiện các bác nhá. Các bác ghép những bộ dàn kiếm tiền nhìn nó kéo các bác ạ. Và công suất làm việc mắc của nó là lên tới 1600W các bác nhá, 1600W. À, các bác khá chỉ là lớn chưa? Đó. Và việc đầu tiên em cho các bác đi xem vào trang web của nó. Thì đối với cái dòng loa này các bác bỏ 8 triệu 800 nghìn đồng ra thì các bác nhận ngay được một đôi loa. Em thực sự các bác là mùa này nó ế ẩm, em bán để lui thợ. Bán đôi loa này thật sự mà nói các bác, nãy các bác được vài trăm nghìn nữa thôi. Đó. Và em bán lẻ luôn, em bán rẻ để lấy lui thợ thôi các bác. Em cho các bác xem đi vào xem trang web của nó. Thì các bác gõ đơn giản thôi, các bác vào Google. À, các bác vào tìm kiếm, đây như em tìm kiếm này, loa Anasao 712 này các bác này. Nó ra ngay. Đó các bác nhá. Nó ra ngay, em cho các bác đi xem vào trang web của nó. Đó. Đây các bác này, đây là thiết kế của em nó đây. Đó, đây là thiết kế của em của đó. AS712. Ok chưa các bác? Đó. Và đang được bán là 22 triệu 600 nghìn đồng. Đấy, đây là loa mới. Họ đang bán là 22 triệu 600 nghìn đồng cho các bác coi nhá. Đó. Và em cho các bác đi xem về thiết kế của nó. Đây này, cái phần mô phỏng của loa thì đọc quá dài đúng không ạ? Anasao này các bác này, AS712 này là một dòng loa dài hai đường tiếng các bác nhá. Thủ đồng cái này để về các bác tự ấy đi. À, các bác tự lên trong web các bác đọc đi. Đây là công suất của nó đây này các bác này, 450W. À, các bác nhá, tối đa. Đấy, công suất 1800W. Thích hợp. Đấy các bác nhá. Đó, các bác nhìn này, dải tần từ 56 Hz tới 19 kHz. Đó các bác nhá. Đó. Và phối ghép với công suất 800 cho chất âm thanh hoàn hảo nhất của cái dòng loa này. Đó các bác nhá. Đấy. Và loa của nó đây. Đây là thiết kế của em nó các bác nhá. Đó. Đây các bác và các bác đọc kia, để tất cả kích thước thùng và thiết kế chuyển dụng đặt các hệ thống này, âm thanh này, karaoke này, với kiểu thùng loa này làm bằng gỗ ép này. Dày, kích cỡ dày bao nhiêu, 15 cm này. À các bác nhá. À, 1,5 này các bác này. Đó. Hai lỗ thông hơi. Đó, chi tiết những cái này về các bác đọc giúp em. Đấy, em chỉ cho các bác xem nhanh qua về cái công số thông số kỹ thuật của nó đây. Đây là logo của nó. Đây logo của nó đây các bác này. Đó. Các bác thấy chưa? Đây là logo của nó. Đây
các bác nghĩ đây là thiết kế của loa trong và ngoài đây. Các bác về vẻ đậm màu sắc loa sử dụng tổng màu khác biệt với màu xanh rêu, chất lượng mà chưa từng có một loa chuyên nghiệp nào sử dụng đến sự lạ mắt, hài hòa trong góc phòng karaoke. Các bác nhé, đây là ứng dụng, đây hệ thống âm thanh, hệ thống âm thanh phòng karaoke này, phòng hát gia đình này, hệ thống âm thanh phòng hòa nhạc này, hệ thống âm thanh hội trường này, đa năng này, đó các bác nhé, đó hệ thống âm thanh tính phòng này, hệ thống âm thanh phòng hội nghị này, đó tất cả các chế độ chơi cho các bác, đó các bác nhé, đó thông số kỹ thuật của nó còn đầy đủ cho các bác đây này, các bác này, đây này cái côn bát của nó là côn bát của nó là côn 75, đây các bác nhé, bát này, đây côn bát của nó là côn 75, sử dụng côn 75, chép của nó sử dụng côn 44, đó các bác nhé, chép của nó sử dụng côn 44 này, côn chép này sử dụng côn 44, tổng số đáp ứng này 56 Hz tới 19 kHz, công suất làm việc liên tục là 400-450W, các bác nhé, tối đa là 1800W, các bác thấy cực kỳ lớn chưa? Công suất âm, các bác nếu mà chơi đôi loa này thì đây này, họ trên trang web mà hãng người ta đã đưa ra này, các bác chơi đôi loa này thì các bác cần một con đẩy cho em là tối thiểu là 600W này các bác nhé, tối thiểu là 600W, còn không đến 1000W, từ 600W cho đến 1000W các bác nhé. Đây tất cả chế độ chơi của em nó và độ trích âm thanh của nó 80x50 độ, có thể xoay được các bác nhé. Độ nhạy này, độ nhạy của con này là 97 dB, các bác nhé, độ nhạy làm việc liên tục có lên tới 125 dB các bác nhé, và ở thể loại nhạc acoustic thì lên tới 129.5 dB, có những áp lực áp suất của chép ra đấy, các bác nghe rất chi là cao, áp suất của chép là 129.5 dB và ở trở kháng 8 ohm, các bác nhé, kết nối đầu vào hai cổng music, các bác nhé, hai cổng music cho các bác đấy, kích thước này, cân nặng của con này là 22.5 cho một quả đó các bác nhá, và em cho các bác đi xem về cái hàng bãi của người ta đang bán, xong em test nhạc cho các bác luôn các bác nhá, em test nhạc cho các bác nghe, đây hàng bãi của người ta đang bán đây này, đây này các bác này, đây hàng bãi của người ta đang bán đây các bác này, hồi cuối năm ngoái là bán 11.500.000 đồng chưa các bác, 11.500.000 đồng đó, cho đôi Alasao này, đó các bác, đây họ đang quảng cáo đấy nhá các bác nhá, ok chưa các bác, thì em bán giá cực kỳ tốt cho các bác. Đây em bán giá này, em thật sự với các bác này, em bán giá này là em bán là nhập, có nghĩa nhập rẻ, em bán rẻ luôn cho các bác là trong cái thời gian ế ẩm này, và để em nuôi thợ các bác nhé, đôi loa này em thật sự các bác lãi cho các bác được vài trăm nghìn, còn công đóng xốp đấy các bác nhé, còn công đóng hàng và bảo còn bảo hành cho các bác thôi, nếu mà có độ đẹp là nó còn trên 97-98% luôn các bác nhá, và em test cho các bác một bài nhạc xong này em cho các bác xem về chi tiết về nội thất các bác nhá, đó 8.800.000 đồng xem cái đôi loa này nó chơi như thế nào các bác nhá. Đầu tiên em cho các bác nghe qua một đoạn nhạc của đây các bác nhá, thì em cũng trước khi tiếp nhạc thì em cho các bác xem qua này, em đang chơi con đẩy là con đẩy đẩy bắt sao 1000W các bác nhá, và qua con vang đây các bác nhá, con vang này em đang được để mức 50 này các bác nhá, đó em đang được để mức 50 cho đây các bác nhá, và em cho các bác nghe qua một đoạn nhạc nó acoustic thì có như là các bác ạ, là em không thể phát trực tiếp được đó, tại vì em không thể tải trực tiếp được, không thể cho các bác nghe trực tiếp trên YouTube được, là kênh của em nó sẽ bị bản quyền đấy, tất cả những bài nhạc em tải về đấy, các bác nhé, để em cho các bác nghe qua một đoạn đó. Ôi, bác ủng hộ em bằng một nút like này các bác. Các bác thấy có hợp lý rẻ chưa? Tôi hay xa đó tìm kiếm trên có mỗi riêng người. Nếu sóng ta em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ sẵn lòng rồi. Bóng sáng đó tôi hay theo sau. Chiều rất chi là rộng rãi cho nhỉ? Bóng bỏ đi rồi. Bên bờ những phiến đá trong nắng.
chờ anh cho hôm nay trời đất. Các bạn lên tiếng nước sạch không ạ? Ủng hộ cho em bằng một nút like đi các bạn ơi. Nhưng dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin con sóng chỉ sâu bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi, đại dương trong tim tôi đừng quá đa các bạn ạ. 8.800.000 đồng là các bạn nhá. Bớt thiệt hại các bạn rồi. Để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em thật xa trong chiều biển xanh. Xong, em cho các bác đi xem vào chi tiết về nội thất của nó. Xong các bác, em cho các bác nghe tiếp một đoạn nhạc trữ tình. Các bác nghe, là Bolero. Em sẽ cho các bác, trong cái video này em sẽ test cho các bác 3 dòng nhạc để cho các bác nghe. Các bác thẩm âm. Các bác chỉ có 8.800.000 đồng cho một đôi loa chính hãng của Anasound này. Đang bán mới, giá mới là 22.600.000. Và hàng bãi có đơn vị bán tới 15 triệu. Ý xin lỗi các bác, 11.500.000 đồng. Em thật sự mà nói, em về lẻ 4 đôi. Em bán rẻ cho các bác luôn để em lấy công em nuôi thợ các bác nhé, và nuôi cây đó. Thì họ sử dụng là cổ chép này các bác nhé, cổ chép 450 của Anasound. Thì đối với dòng Anasound này các bác ạ, thì tất cả nội thất của em nó là không nhập bất cứ của ai, của nguyên hãng Anasound các bác nhé. Và được điều đặc trưng nhất là nước sơn của nó là nước sơn xanh rêu các bác ạ. Nhìn kẹp từ inox của nó chưa có dấu hiệu gì gọi là bào mòn theo thời gian các bác nhé. Côn của nó là côn 44, côn chép của nó 44 các bác nhé, côn dẹt đó, các bác nhìn rất chi là đẹp, đó, to cho các bác. Và bát của nó đây các bác, bát sử dụng của nó là côn 75. Côn 75 các bác nhé. Đó. Và nếu mà về nói về cái xương của nó thì nó là họ sử dụng xương đúc, xương kép các bác nhé. Và màng của nó đây à, các bác nhé. Gân của nó là gân 2 sóng các bác nhé, gân 2 sóng tẩm dầu. Đấy. Và màng vải ô phơ lồi. Đó. Còn zin 100% cho các bác. Em nếu như mà không zin không xịn, em hoàn toàn chịu trách nhiệm với các bác. Các bác mua đôi này là quá rẻ. Các bác cứ gọi điện cho em nào, hỏi có loa dưới 10 triệu không, có loa thanh lý 7-8 triệu không. Đây là 7-8 triệu mà em thanh lý, là thanh lý nguyên bản các bác nhé. Đây, phân thân của em nó đây. Em là cứ phải cho các bác xem chi tiết luôn. Đây các bác nhìn đây, phân thân của em nó đây. Các bác nhìn hoàn toàn sử dụng tất cả phân thân của em nó là của nội thất của Anasound hết các bác nhé. Đó. Sử dụng tới 2 cảm của chép. Các bác sử dụng tới 2 cảm của chép các bác nhé. Và cảm của bát đây. Đấy, cảm của bác là 350 in. Đấy, thì to bằng với cả cảm của LDH. Đó, và tất cả con chở của nó là chở nhôm mạ đồng hết cho các bác. Đấy, chở nhôm mạ đồng như các bác nhé. Đấy, và bo chống chai chép của nó thì được làm trong hộp. Các bác nhé, bo chống chai chép thì làm trong hộp. Đấy. Các bác nhìn này, đây là cái bo chống chai chép của nó, Anasound. Đấy, tất cả phân thân của nó là của hãng Anasound hết cho các bác. Đấy, một đôi loa 8.800.000 đồng cho loa chất âm rất chi là tuyệt vời. Loa hạng chính hãng, rẻ hơn một đôi loa Việt Nam đấy các bác ạ. Rẻ hơn một đôi loa Việt Nam đấy. Vâng, thì em lại cho các bác nghe qua về một đoạn nhạc Bolero của nó. Xong em cho các bác nghe qua tiếng bass của nó nữa các bác nhé. Thì em vẫn để mức 50 thôi các bác nhé. Em vẫn để mức 50 thôi. Đó. Đây các bác này. Em vẫn để mức 50 thôi. Bao nào chưa đăng ký kênh xin vui lòng đăng ký kênh các bác nhá.
trống của em rất là trống các bác nhé. Các bác xem, tiếng chép rất chi là mềm và ngọt các bác ạ. Tiếng bass của em nó rất chi là sâu và tiếng chép mềm ngọt các bác nhá. Vâng, thì em nó được thiết kế là thùng cân các bác ạ, sơn màu xanh rêu. À các bác ạ. Đặc trưng của Anasound là sơn màu xanh rêu. À các bác nhá. Và đây. Anasound AE712. À, độ trích âm thanh 80x50 và công suất của con này là 450W và công suất mắc của nó lên tới 1800W cho các bác chơi tất cả các thể loại nhạc và cũng như là các bạn tất cả các sân chơi. Em cho các bác nghe qua một đoạn nhạc tiếng bass của nó các bác nhá. Đấy, các bác thấy có ai test nhạc kỹ như em không? Đấy, một đôi loa chỉ có xịn của hãng Anasound em bán bằng vốn cho các bác 8.800.000 đồng. Em test cho các bác tất cả các thể loại nhạc cho các bác chơi. À các bác nhá. Đấy, em vẫn để mức 50. Anh ơi, anh muốn
bán rất chi là sâu các bác. Đó các bác nhá. Thì em test tất cả các bác dòng nhạc cho các bác rồi các bác nhá. Vâng. Thì chỉ có 8.800.000 đồng các bác đã sử dụng ngay một đôi loa chính hãng của Arasound các bác. Em bán bằng mức vốn cho các bác về lẻ lô các bác nhá. Bằng cuối video rồi thì em cũng không còn gì nữa. Và em chào và hẹn gặp lại các bác ở những buổi video sau, những buổi livestream sau. À các bác nào chưa đăng ký kênh xin vui lòng đăng ký kênh để theo dõi diễn biến cửa hàng của em, bên em các bác nhá. Và em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau và những buổi livestream sau các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất chi là nhiều các bác ạ.